Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình tư vấn sức khỏe. Kính chào quý thính giả, xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình tư vấn sức khỏe của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần. Và quý thính giả có thể đón nghe chương trình phát lại vào lúc 9 giờ sáng thứ hai. Chương trình này đang được phát trên làn sóng FM tần số 90,2 MHz. Quý thính giả được giao lưu cùng bác sĩ chuyên khoa theo yêu cầu và theo chủ đề chương trình thực hiện mỗi kỳ. Chương trình sẽ giúp quý thính giả trò chuyện trực tiếp cùng bác sĩ để được tìm hiểu về phương thức điều trị bệnh đúng phương pháp. Cùng lúc này, quý thính giả có thể truy cập vào trang web của Đài Truyền hình Vĩnh Long theo địa chỉ www.thvnli.vn để theo dõi chương trình phát thanh trực tuyến. Các số điện thoại 02703852816, 02703852206 và 02703822624. Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi của quý thính giả gửi về chương trình. Thưa các bạn, hôm nay ngày 26 tháng 7 năm 2020, với sự hợp tác của bác sĩ chuyên khoa nội tiết từ phòng khám đa khoa Ngọc Minh, 60 phút của chương trình hôm nay dành cho các bạn tìm hiểu bệnh đái tháo đường có chữa khỏi hoàn toàn hay không, cách nào để chúng ta phòng biến chứng căn bệnh này và cách nào để giúp bệnh nhân sống khỏe với căn bệnh đái tháo đường. Thưa các bạn, bệnh tiểu đường còn gọi là đái tháo đường và căn bệnh này đã trở thành nỗi lo của nhiều người bởi vì đây là căn bệnh mãn tính không thể điều trị dứt điểm hoàn toàn. Do rối loạn chuyển hóa đường gluco trong máu khiến lượng đường huyết trong máu luôn cao hơn mức bình thường. Điều này gây ra tình trạng lượng đường tích tụ tăng dần trong máu và gây ảnh hưởng đến chức năng nhiệm vụ khác của cơ thể. Liên đoàn đái tháo đường thế giới cho biết cứ mỗi giờ có thêm 1.000 bệnh nhân đái tháo đường mắc mới và cứ mỗi 8 giây thì có một người chết do đái tháo đường. 5 phút thì có một người bệnh đái tháo đường bị nhồi máu cơ tim. Cứ mỗi 30 giây thì có một người đái tháo đường bị cắt chân. Đó là những con số thật đáng sợ. Và một trong những con số đáng báo động hiện nay là bệnh tiểu đường ngày càng gia tăng nhanh chóng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì bệnh đái tháo đường đang ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người trên toàn cầu. Bệnh nhân mà mắc bệnh đái tháo đường nếu được điều trị kịp thời thì cũng có thể giúp bệnh nhân ngăn chặn được những biến chứng nguy hiểm. Ngược lại, nếu không điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến hàng loạt những biến chứng nguy hiểm. Trước nhất thì đường huyết cao khiến cho hệ thống mao mạch ở đáy mắt bị tổn thương, dần dần thị lực của người mắc đái tháo đường có thể bị suy giảm. Đường trong máu cao gây tổn thương đến vi mạch máu trong thận, từ đó suy giảm chức năng lọc của thận. Đường trong máu cao đó là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển và làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể. Khi lượng đường trong máu bị dư thừa quá cao sẽ khiến cho mạch máu bị tổn thương gây xơ giữa động mạch, làm cho mạch máu dần thu hẹp lại. Ngoài ra, dòng máu lưu thông trong cơ thể cũng có thể bị gián đoạn, tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân đái tháo đường sẽ được điều trị bằng những phương pháp nào? Bác sĩ đã có một lời khuyên vô cùng quan trọng đối với bệnh nhân đái tháo đường. Nếu như bạn nghi ngờ mình có những cái triệu chứng ở bệnh đái tháo đường thì đừng ngần ngại, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Chúng tôi xin mời các bạn cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa nội tiết, vị khách mời trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng tìm hiểu về phác đồ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường và cách phòng những biến chứng nguy hiểm và cách giúp cho bệnh nhân sống khỏe với căn bệnh này. Chúng tôi xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Danh Khuyên, chuyên khoa nội tiết của phòng khám đa khoa Ngọc Minh sẽ tiếp nhận câu hỏi của các bạn và trả lời, tư vấn giúp các bạn trong chương trình hôm nay. Xin chào bác sĩ Trương Thị Danh Khuyên ạ. Dạ, xin chào quý khán giả của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chúng tôi xin thay mặt nhóm thực hiện chương trình, thay mặt quý khán giả xin nói lời cảm ơn sự hợp tác của bác sĩ Trương Thị Danh Khuyên. Xin nhắc lại, chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi của các bạn với những điều mà các bạn đang quan tâm về phương thức điều trị căn bệnh đái tháo đường nếu như các bạn vừa được chẩn đoán. Xin mời các bạn gọi về 02703852816, 02703852206 và 02703822624. Ở phần đầu chương trình thì chắc có lẽ là chúng ta cũng chờ nghe lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa nội tiết, bác sĩ Trương Thị Danh Khuyên
dành cho bệnh nhân trong phần đầu chương trình. Thưa bác sĩ, dành khuyên khi mà xét nghiệm nước tiểu, nhiều người phát hiện là có gluco trong nước tiểu, thì người ta cũng lo lắng là mình sẽ có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường hay không. Xin mời tư vấn của bác sĩ dành khuyên với câu hỏi mà chúng tôi vừa tổng hợp. Dạ, thì đây là một cái câu hỏi rất là hay. Thì thường thường á, cái trước đây á, thì mình chẩn đoán bệnh đái tháo đường á, là mình không có làm cái xét nghiệm máu, mà có thể là mình dùng cái que nhúng á, để mình thử cái mình thấy có đường trong nước tiểu mình chẩn đoán đái tháo đường. Rồi cái thói quen đó nó mãi về sau này, thì có những cái bệnh nhân đái tháo đường thì cái điều kiện lúc trước Việt Nam mình thì chưa có điều kiện để mình xét nghiệm máu, chưa có máy thử đường huyết cá nhân, thì mọi người sẽ dùng cái que nhúng nước tiểu để xem là có đường trong nước tiểu không, và thấy nếu mà cái que nhúng đó có đường trong nước tiểu nghĩa là đường huyết nó cao. Thì thực sự là cái việc mà mình xét nghiệm nước đường ở trong nước tiểu nó chỉ là định tính thôi, nó không phải là định lượng, và nó cho thấy có một cái vết đường ở trong đó, và nó không có giúp là chẩn đoán đái tháo đường, nhưng mà nó là một cái gợi ý là đường ở trong nước tiểu cao thì có khả năng thôi nha. Có khả năng là đường trong máu nó cao. Thì vì thường thường á là cái nước tiểu thì cái nó có cái ngưỡng, tức là cái ngưỡng đường của thận á, thì nó là trên 180 mg trên decilit, tức là quá cái ngưỡng đó thì đường nó sẽ đi ra ngoài nước tiểu. Tuy nhiên á, là cái chẩn đoán đái tháo đường là mình trên 126 là mình bắt đầu chẩn đoán đái tháo đường rồi. Tuy nhiên cái đường của thận, ngưỡng đường của thận thì ở số đông của mọi người là 180, nhưng có một số người là cái ngưỡng đường của thận thấp, có thể là 120 hoặc là 100 là đường nó đã đi ra nước tiểu rồi. Do đó người ta không có dùng cái lượng đường ở trong nước tiểu để mà người ta chẩn đoán đái tháo đường, mà chẩn đoán đái tháo đường là phải theo tiêu chí chẩn đoán của thế giới, tức là phải xét nghiệm đường huyết trong máu. Lúc đói tức là nhịn ăn sau 8 giờ. Và thường thường là phải xét nghiệm lặp lại lần thứ hai. Nếu lần đầu mình thấy bất thường, mình lặp lại một lần nữa thì mình mới chẩn đoán đái tháo đường. Và thứ hai nữa là ngoài cái chẩn đoán bằng đường huyết đói thì người ta có thể là chẩn đoán bằng đường huyết bất kỳ. Với một bệnh nhân có triệu chứng rõ rệt với một cái đường huyết bất kỳ trên 200, tức là thử bất kỳ lúc nào không cần đói, thì cũng có thể là chẩn đoán đái tháo đường. Nhưng mà thường thường là tất cả các cái chẩn đoán đái tháo đường là cái bệnh mang theo suốt đời, cho nên thường thường tất cả những cái trường hợp này là mình phải kiểm tra lại lần thứ hai. Tư vấn của bác sĩ dành khuyên giúp cho mọi người hiểu là chúng ta phải hiểu rằng là có khả năng đường trong nước tiểu, phát hiện gluco trong nước tiểu thì cũng có khả năng đường trong máu cao, nhưng chắc chắn và thận trọng cần phải xét nghiệm đường huyết trong máu. Chúng tôi xin gửi đến bác sĩ dành khuyên một câu hỏi thứ hai. Có một số phụ nữ bị mắc bệnh đái tháo đường lần đầu tiên trong thai kỳ, thì chị em rất muốn được nghe bác sĩ tư vấn là ai có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Phụ nữ mà bị đái tháo đường thai kỳ thì có cần điều trị hay không? Mà sau khi sinh thì sản phụ có nên cho em bé bú sữa mẹ hay không? Vậy thì làm sao tránh được cái bệnh đái tháo đường trong thai kỳ? Và thật sự thì nhóm nam giới cũng có một câu hỏi dành cho bác sĩ dành khuyên là đái tháo đường có ảnh hưởng đến đời sống tình dục hay không? Và căn bệnh này có thể gây vô sinh ở nam giới hay không? Xin mời tư vấn của bác sĩ dành khuyên. Thì đái tháo đường thai kỳ thì có những cái đối tượng mắc nguy cơ đái tháo đường thai kỳ là những phụ nữ mà thừa cân béo phì. Thứ hai là những người đã tiền sử gia, trong cái tiền sử gia đình có người mắc đái tháo đường, ví dụ là bố mẹ hoặc là anh chị em ruột mắc đái tháo đường. Thứ ba là người này sanh con là trên 4 kg, tức là trước đó đã sanh một lần và con là sanh trên 4 kg. Thực ra cái tiêu chuẩn con trên 4 kg này là đối với nước ngoài thôi, chứ Việt Nam mình cỡ 3,5 kg là có nguy cơ rồi. Cái mình nhỏ con hơn. Rồi tiêu chuẩn tiếp theo là có tự tiền sử bất thường về dung nạp gluco, bao gồm là tiền sử có đái tháo đường thai kỳ trước hoặc là có đường ở trong nước tiểu dương tính. Có nghĩa là cái người này ví dụ lần đầu mang thai có đái tháo đường thai kỳ rồi thì lần này có nguy cơ, hoặc là người này có xét nghiệm đường trong nước tiểu dương tính, hoặc là người này có trước khi mang thai là có một cái tình trạng rối loạn dung nạp đường rồi, thì người này khi mà mang có thai thì có nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ. Cái yếu tố nguy cơ thứ tư là tuổi. Thì tuổi càng cao thì cái nguy cơ mắc đái tháo đường càng cao. Ví dụ như người này trên 35 tuổi thì cái nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ cao hơn những người dưới 35 tuổi. Thứ tiếp nữa là cái tiền sử sản khoa bất thường, ví dụ đã có từng có thai lưu không rõ nguyên nhân, hoặc là có thai mà bị sảy thai liên tiếp không rõ nguyên nhân, hoặc là có thai dị tật hoặc là sanh non, thì có những người đó là
có nguy cơ là mắc đái tháo đường thai kỳ. Tiếp theo nữa là tiền sử chủng tộc châu Á ha, chủng là người người của mình á. Và cái tiếp theo nữa là cái hội chứng buồng trứng đa nang, thì đấy là những cái đối tượng mà có nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ. Câu hỏi tiếp theo là người phụ nữ bị đái tháo đường thai kỳ có cần điều trị không? Thì câu hỏi này thực sự không thể trả lời ở đây được. Khi mình đã có tầm soát cái đái tháo đường thai kỳ rồi đó, thì cần điều trị hay không thì mình phải đi đến bác sĩ để mà chuyên khoa nội tiết để mà theo dõi, có nghĩa là lúc đó mình có thai, mình vừa theo dõi bác sĩ về sản và vừa bác sĩ chuyên khoa nội tiết, thì khi đó bác sĩ sẽ theo dõi cái quá trình rồi hướng dẫn về thực sự là không phải dùng, có thể là điều trị không dùng thuốc trước rồi sau đó nếu cần thì sẽ dùng thuốc. Nhưng mà nói chung á là cơ bản là phải vẫn phải có những cái chế độ ăn hợp lý để mà giữ được cái cân nặng cũng như cái tăng trọng của trẻ và giữ cái mức đường huyết không có tăng. Và sau đó nếu mà nó không kiểm soát được thì sẽ điều trị bằng insulin. Sau khi sinh á, thì những cái bà mẹ mà có cho bị con đái tháo đường thai kỳ thì vẫn có thể cho con bú bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Và nếu mà mình bị mắc đái tháo đường lúc thai kỳ rồi á, thì sau khi sổ thai ra thì thường thường là đường huyết nó sẽ giảm. Tuy nhiên á, là về tương lai, về sau này khoảng 3 đến 5 năm sau, thì những người đã từng bị mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ chuyển thành đái tháo đường thực sự. Do đó thì thường thường khuyến cáo cho các bà mẹ mà có đái tháo đường thai kỳ thì sau khi sanh thì vẫn phải đi theo dõi theo 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 lịch trình hẹn của các cái bác sĩ chuyên khoa về nội tiết và đái tháo đường. Cái câu hỏi nam giới á, việc mà bị mắc đái tháo đường có ảnh hưởng đến đời sống đời sống tình tình dục không? Không và có gây vô sinh không, thì hai cái này là khác nhau. Cái đái tháo đường thì nó không có gây vô sinh tại vì nó không ảnh hưởng gì đến cái quá trình sinh tinh này kia hết. Tuy nhiên á, là cái đời sống tình dục thì có thể ảnh hưởng, bởi vì bệnh đái tháo đường là một cái bệnh liên quan đến toàn thân và nó có các cái mức đường huyết, cái đường huyết cao nè, rồi có mỡ máu cao, nó sẽ gây lên tạo ra những cái mảng xơ vữa trong các hệ thống mạch máu của người mình. Và đối với cái cơ quan sinh dục nam á, thì là khi mà nó muốn từ thay đổi kích thước từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ là do gì, là do cái lượng máu nó đổ về hoặc là nó chạy khỏi cái cơ quan sinh dục nam thì nó sẽ nhỏ đi hoặc lớn lên. Thì khi mà mình bị mắc đái tháo đường thì cái hệ thống mạch máu mà ở cơ quan sinh dục nam nó bị xơ vữa, do đó là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tình trạng tưới máu và do đó nó sẽ làm giảm cái tình trạng cương cũng như là cái thời gian duy trì thời gian cương, do đó là nó sẽ có ảnh hưởng đến đời sống tình dục đối với nam giới mà kiểm soát đường huyết không tốt. Cho nên á, thực sự thì nếu mà kiểm soát đường huyết tốt thì biến chứng này nó cũng ít xảy ra. Thưa bác sĩ dành khuyên, trước đây thì chúng tôi vẫn nghĩ bệnh đái tháo đường đó là bệnh lý dành cho đối tượng người lớn, bắt đầu từ độ tuổi trung niên, như bác sĩ nói thì tuổi càng cao thì khả năng mắc bệnh này càng nhiều. Nhưng mà gần đây thì lại phát hiện tỷ lệ trẻ em cũng mắc cái căn bệnh đái tháo đường cao. Xin hỏi bác sĩ là trẻ em và thanh thiếu niên tại sao cũng mắc căn bệnh này, và biểu hiện của bệnh đái tháo đường ở trẻ em và người lớn có sự khác biệt hay không? Rồi phụ huynh thì cũng rất muốn biết là nên đo đường huyết vào thời điểm nào là trong ngày là tốt nhất, và cái phương thức điều trị trẻ em mắc bệnh đái tháo đường như thế nào, xin mời tư vấn của bác sĩ ạ. Dạ, thực sự thì bệnh đái tháo đường thì được xem như trước đây được đề xem như là của người tuổi trung niên, tức là người lớn. Tuy nhiên là về thời gian về sau này á, thì cái tỷ lệ mắc bệnh của đái tháo đường của trẻ em á, thì nó càng ngày càng gia tăng. Thì cái này cũng là một cái vấn đề của xã hội, của đời sống xã hội thôi, tại vì mình thấy là ngày xưa đó, ví dụ ở Việt Nam mình đi thì cái trẻ em suy dinh dưỡng thì khá là nhiều, cái tình trạng mà ăn uống này kia nó không có đầy đủ. Còn bây giờ thì trẻ em béo phì rất là nhiều. Và chính vì trước đó thì mình một nhà có 10 con, bây giờ một nhà có 1-2 con à, cho nên á, ai cũng muốn cho con mình nó nhìn nó dễ thương, nó tròn tròn, nó béo béo để nó nựng, để mình nựng rồi mình tin tưởng là nhìn cái vẻ bề ngoài như vậy thì trẻ nó sẽ khỏe. Nhưng mà khỏe nhưng mà chưa chắc, tức là nhìn bự con nhưng mà chưa chắc là khỏe, nhiều khi nó là nhìn giả tạo vậy thôi. Thì trẻ nó béo phì, cái tỷ lệ béo phì của trẻ thì càng ngày gia tăng trên khắp các cái châu lục trên thế giới, và do đó thì
cái tỷ lệ mắc đái tháo đường ở trẻ nó cũng gia tăng theo. Đối với trẻ em thì cái biểu hiện mắc đái tháo đường thì nó cũng gần gần giống người lớn thôi, tức là trẻ nó cũng sẽ sụt cân, thèm ngọt, rồi uống nước nhiều, tiểu nhiều này kia, thì mình thấy da nó khô, thì cái biểu hiện là như vậy, là đối với đái tháo đường type 2. Còn đối với đường type 1 thì biểu hiện nó nhanh thôi, rất là nhanh, cũng giống vậy nhưng mà sẽ rất là nhanh. Và ngoài ra nó còn có một số cái biểu hiện khác nữa, nhưng mà cơ bản vẫn là triệu chứng nó ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và sụt cân. Về cái việc thử đường huyết á, xét nghiệm đường huyết á, thì cái thời điểm mà mình biết á, nói chung dân gian mình thì mình biết là sáng dậy nhìn đi khám bệnh mà tiểu đường thì phải nhịn đói để bác sĩ cho tiểu đường. Nhưng mà thực sự á, thì xét nghiệm đường huyết thì mình có thể làm rất là nhiều lần trong ngày. Cái đó thì mình sẽ không phải thể nói một cách đại trà được, mà nó cá thể hóa là tùy theo mỗi cá nhân. Ví dụ như một người mà kiểm soát đường huyết rất là tốt thì người ta có thể một tháng xét nghiệm đường một lần, vừa sáng tối cũng được. Nhưng đối với những người kiểm soát đường huyết không tốt, có khi một ngày phải thử 2 lần trước các bữa ăn, hoặc là thử thêm 3 lần trước các bữa ăn, hoặc là thử sau khi ăn. Đó là tùy theo yêu cầu của bác sĩ. Riêng đối với trẻ em thì vì trẻ em á, thì các em thì nó ăn uống thì nhiều khi nó không có kiềm chế được, nó không có kiểm soát được giống như người lớn. Thành ra cái việc mà điều trị đái tháo đường ở trẻ em cũng hơi khá là khó, và chủ yếu là phải giáo dục cái ý thức cho trẻ biết là nên ăn lúc nào cái gì, nên ăn cái gì không nên ăn. Và đối với những trẻ mà có đái tháo đường type 1, tức là phải sử dụng insulin chích đó, thì mình thường sẽ thử đường thường xuyên hơn để mình kiểm soát đường huyết tốt hơn. Thường thường là sẽ thử trước các thứ tự ăn trước khi mình chích insulin. Còn thực sự ra nếu mà trẻ kiểm soát đường huyết tốt thì mình cũng không cần phải thử mỗi ngày, nhưng cái đó thì nó là tùy theo cái chỉ định của bác sĩ. Thì sau khi mà được chẩn đoán đái tháo đường thì điều trị đái tháo đường ở trẻ em thì đa phần á, là sẽ sử dụng cái insulin. Cũng có một số trẻ thì có thể sử dụng được thuốc viên, nhưng cái đó là mình phải lựa những cái loại thuốc viên đã được nghiên cứu trên trẻ em và những cái loại thuốc viên an toàn và không có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Thì nói về vấn đề này thì cái chủ đề này thì nó rộng lắm, thành ra là chỉ nói tổng quát vậy thôi, còn tùy theo mỗi tình huống thì bác sĩ sẽ xử trí khác nhau. Phụ huynh cần cập nhật những thông tin của trẻ tại bác sĩ điều trị. Thưa bác sĩ Danh Khuyên, hiện nay thì thuốc điều trị bệnh đái tháo đường để giúp ổn định lượng đường hoặc là thay thế insulin trong cơ thể bằng cách tiêm insulin tổng hợp. Nhưng mà gần đây thì nhiều bệnh nhân nghe nói đến sự đột phá mới trong điều trị đái tháo đường bằng phương pháp là cấy tế bào gốc từ máu dây rốn của trẻ sơ sinh. Cái phương pháp này thì nghe nói là có thể giúp cho bệnh nhân tiểu đường type 1 khôi phục lại khả năng sản xuất insulin, hay là có thêm một cái thiết bị cung cấp insulin cấy dưới da. Phương pháp mới đó thì không phải là tiêm insulin hàng ngày nữa. Xin hỏi bác sĩ, những cái phương pháp mới đã được ứng dụng cho cái căn bệnh này như thế nào và nơi nào đã ứng dụng sự đột phá này? Xin mời bác sĩ tư vấn thêm về những cái phương pháp điều trị mới á. Về cái điều trị insulin mà bằng tế bào gốc đó, tế bào gốc thì không phải là chỉ chữa bệnh đái tháo đường không, nó sẽ còn một số cái chỉ định khác nữa, ví dụ như bệnh da, bệnh khớp, hoặc là gần đây thì nghiên cứu trên người đái tháo đường, hoặc là nghiên cứu trên cái người mà có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chẳng hạn vậy, và một số bệnh hiếm gặp khác. Thì thực sự là tế bào gốc thì nó sẽ rất là mắc tiền, và cái cơ chế hoạt động của tế bào gốc thì nó rất là phức tạp. Và cái tế bào gốc khi nó đi vô cơ thể mình, nó biệt hóa, nó thành những cái tế bào gì, nó đi đến đâu và nó làm những cái việc gì thì nó cũng còn là một cái câu hỏi rất là lớn đối với các chuyên gia về y tế. Tuy nhiên á, là cái phần mà sử dụng tế bào gốc từ máu dây rốn của trẻ sơ sinh để mà khôi phục cái khả năng tiết insulin thì đái tháo đường type 1, thì thực sự là nó vẫn đang là những cái nghiên cứu. Và ngoài cái tế bào gốc từ máu xuống rốn của trẻ sơ sinh thì nó còn nhiều loại tế bào gốc khác nữa, người ta cũng có thể là đang nghiên cứu để mà điều trị cái căn bệnh đái tháo đường type 1. Tuy nhiên á, là hiện tại thì vẫn chưa có thống kê, gọi là chính thống, những cái thông tin chính thống và chính thức, hoặc là chưa có cái sự gọi là chấp thuận của các cái tổ chức y tế. Nó vẫn đang là nghiên cứu, tuy nhiên là mình sẽ hy vọng vào tương lai thôi. Còn còn thì
Bây giờ nếu như mà một người nào đó đến bệnh viện mà muốn đặt một cái đơn đặt hàng muốn truyền tế bào gốc để điều trị đái tháo đường thì thực sự là vẫn có ở một số cái cơ sở. Ở Việt Nam mình thì mình không sản xuất, nhưng mà có thể là sẽ giống như là bệnh nhân có thể mua ở nước ngoài rồi truyền cho bệnh nhân ở đây, tức là mình chỉ truyền cho bệnh nhân thôi chứ còn mình không sản xuất và họ tự mua nó. Nhưng mà cái giá thành của nó thực sự thì không phải là ai cũng theo được. Nó tính bằng đô đô la mà khoảng ví dụ 10.000 đô cho một lần truyền, mà cũng có thể là truyền 6 tháng phải truyền một lần, cho nên cái đó là nó rất là xa vời đối với cái cộng đồng chung, cho nên mình cũng không không kỳ vọng nhiều vào cái này. Tương lai thì chưa biết như thế nào. Nhưng cái thứ hai mà chương trình có hỏi là liên quan đến Thiết cái bị máy cung mà cấp. cấy insulin dưới da, thì đây là ví dụ như mình bị đái tháo đường thì mình sẽ đo đường huyết và mình sẽ chích insulin theo cái liều điều chỉnh. Thì cái máy cấy insulin dưới da là cái máy tự động, tức là nó sẽ tự cái sensor của nó sẽ tự nhận biết cái mức đường huyết và nó sẽ tự điều chỉnh liền, nó chỉnh liền theo cái yêu cầu của bác sĩ. Thì thực sự cái này thì ở Việt Nam á, ở thế giới thì cũng có làm rồi, ở Việt Nam thì cũng có một số công ty người ta có tài trợ cho một số bệnh viện và một số bệnh nhân làm giống như làm nghiên cứu vậy thôi, chứ còn hiện tại là vẫn chưa có gọi là áp dụng đại trà hay là hàng hay là mua được một cách là rộng rãi trên thị trường. Nó vẫn là chỉ là những cái khởi đầu trong thời gian vài năm đổ lại đây. Dạ, cái thiết bị gắn da thì nó cũng có một cái bất tiện là nó gắn một cái cục ở trong người của mình đó, nhỏ nhỏ giống như cái điện thoại, nó giống như là nó nhỏ hơn cái điện thoại một tí. Xong rồi suốt ngày thì mình phải đeo cái đó. Thứ nhất, thứ hai nữa là bệnh nhân, có một số bệnh nhân thì họ sẽ bị cái kim vô cái da thì nó sẽ bị phản ứng phụ ngay chỗ đó, thì thực sự nó cũng Cũng không phải là ai cũng có không thể phải thực là hiện được cái đúng mà nhiều người người ta muốn không? lựa chọn, tại vì nó vướng víu hơn là mỗi mình để cái insulin ở ngoài rồi tới bữa mình chích tiền, nhiều khi nó đỡ hơn, cho nên không phải bệnh nhân nào không có thích thú về cái gì đó. À, thưa bác sĩ Dành Khuyên, có một câu hỏi mà chúng tôi và cả người bệnh thì cũng rất quan tâm là người mắc bệnh đái tháo đường cả tiếp 1, tiếp 2 tại sao lại có nguy cơ lở loét chân. Chúng tôi cũng ghi nhận là theo thống kê loét bàn chân do tiểu đường xảy ra trên 15% bệnh nhân tiểu đường. Nguy cơ cắt cụt chi dưới thì tăng gấp 8 lần ở những bệnh nhân này khi mà vết loét phát triển. Mà vậy thì đâu là nguyên nhân hàng đầu để gây ra những cái chấn thương này, và cách tốt nhất làm sao để bệnh nhân bị đái tháo đường tránh loét chân do cái căn bệnh này, thưa bác sĩ Hồng Quyên? Dạ, thì cái việc mà người đái tháo đường bị một số cái biến chứng, không chỉ là biến chứng loét chân mà là nó còn một số biến chứng khác, ví dụ như là biến chứng đột quỵ, nhồi máu cơ tim, rồi mù mắt, rồi suy thận, vân vân và vân vân. Thì hầu hết những cái biến chứng của người đái tháo đường thì nó xảy ra là do gì? Là do đường huyết tăng cao kéo dài không có kiểm soát tốt. Đó, thì khi mà nó đường huyết tăng cao kéo dài không kiểm soát tốt thì nó xảy ra một số cái quá trình liên quan chuyển hóa, đặc biệt nó thay đổi cái chuyển hóa của cơ thể của mình, và nó làm cho thứ nhất là người đái tháo đường có thể bị biến chứng thần kinh gây ra nó mất cảm giác. Mất cảm giác thì dẫn đến cho mình trầy xước không biết, mình dậm đinh không biết, mình dậm dầm không biết, thì nó để lâu trong ngày trong trong cái chân của mình thì nó sẽ gây nhiễm trùng. Đi nó hôi lên mới biết. Cái thứ hai là người đái tháo đường sẽ dễ bị biến chứng mạch máu. Biến chứng mạch máu nó gây tưới máu chân không 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 đủ, giống như là cây khô mà không có nước tưới vậy đó. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho cái chân nó sẽ bị hoại tử khô. Rồi cái thứ ba nữa là người đái tháo đường á, thì cái sức đề kháng của họ kém, cho nên khi họ nhiễm trùng á thì nhiễm nhiều loại vi trùng. Ví dụ cũng con vi trùng đó nó ở trên da của người bình thường thì không có sao hết, mà trên da của người đái tháo đường mà tràn cái nhiễm vô thì nó sẽ có chuyện. Còn người bình thường tại cái nhiễm vô cái nó tự nó bà tào thải luôn đó, thì do cái sức đề kháng của mình nó không có và do cái đường huyết nó tăng cao kéo dài thì nó gây nên cái tình trạng vết loét thì nó rất là khó kiểm soát. Do đó đối với những cái người mà bị vết loét đái tháo đường thì cần phải được điều trị đúng bác sĩ chuyên khoa và đúng cái giống như là mình làm đúng chuẩn á, thì mình mới có khả năng là mình giữ được. Nhưng mà giữ được hay là không giữ được nó còn tùy thuộc vào
ví dụ cái hên xui nữa. Thực Dạ. ra thì tại vì ví dụ như một cái chân mà bị nhiễm trùng thì khi bác sĩ vô thì đâu có biết là vi trùng gì, có hàng trăm thứ vi trùng, đâu biết cái Dạ. vi trùng gì, Dạ. thì người ta sẽ điều trị theo kinh nghiệm bằng loại kháng sinh chẳng hạn, thay băng vết thương chẳng hạn. Nhưng mà nếu hên thì nó chỉ trúng được 95% theo cái dự đoán của bác sĩ thôi, Dạ. còn 5% nó sẽ trật. Mà từ cái Dạ. lúc mà mình dùng thuốc cho đến lúc mình có kết quả là con vi trùng gì ấy, thì nó 1 tuần sau. À, là một cái thứ hai nữa, nhiều khi mình tìm ra một con vi trùng nhưng mà thật sự cái chân đó nó Dạ. nhiễm ba bốn con một lượt, mình chỉ tìm Dạ. được 1 con thôi, mà có Dạ. khi nó nhiễm ba bốn con một lượt mà mình tìm không ra con nào luôn, Dạ. nhưng mà mình thấy là mình biết nhiễm trùng, cho nên cái chuyện nó cũng có hên xui với xui rủi ở Dạ. trong đó. À, thực Ừ. sự thì để mà mình phòng ngừa cái biến chứng bàng chân của tiểu đường thì cái việc đầu tiên mà quan trọng nhất là mình phải kiểm soát tốt đường huyết cái đó. Dạ. Dạ, để khi mình kiểm soát tốt đường huyết thì mình bị trầy xước này kia thì hầu như nó tự lành. Nó tự Dạ. lành giống như người bình thường luôn. Mà nếu Dạ. mình không kiểm soát thì nó sẽ tiến triển rất là nhanh. À, Dạ. cái thứ hai nữa là mỗi ngày đó thứ hai nữa là mình mỗi ngày đó mình phải dỡ cái bàn chân của mình lên để mình Dạ. xem. Mình soi, mình coi cái bàn chân của mình nó có da chai không, nó Dạ. có bị cái vết sần gì không, có vết thương màu đỏ gì không, nó có Dạ. cái gì mà nó chích vô không, tại vì nhiều khi Dạ. mình giảm cảm giác mình không biết ha. Dạ. Cái thứ ba nữa là không có hút thuốc lá, tại vì mình hút thuốc lá là nó sẽ làm cho hệ thống mạch máu nó bị hư, và do Dạ. đó nó cộng hưởng với cái tình trạng đường huyết tăng cao thì nó sẽ tăng gấp 4 lần cái nguy cơ mà tắc mạch ở cái người bị bị đái tháo đường. Dạ. Và một cái nữa là đối với cái đôi giày mà mình mang á thì nó rất là quan trọng, tức Dạ. là mình phải chọn một cái đôi giày sau này nó vừa chân, nó êm mà nó không có gây chấn thương cho cái bàn Dạ. chân của mình. Ví Dạ. dụ như phụ nữ thì thích mang giày cao gót thì Dạ. nó sẽ bị hư cái thay đổi cái khớp, rồi Dạ. cái ngón chân á, nó ví dụ thích đây mang giày bít mũi thì chân bị trầy. Nam Dạ. giới cũng vậy, mua cái đôi giày á mà nó bít mũi rồi mang nó trầy, thì đó Dạ. là những cái từ đó là những cái yếu tố nó làm cho cái loét chân của cái người tiểu đường nó tiến triển. Dạ. À, và đối với cái người mua giày á, thì mình nên đi mua giày ban đêm, là mình Dạ. chọn những cái loại giày rộng rãi, tức là không có gây cọ sát vô cái bàn chân hoặc là cái khớp ngón chân, hoặc là tại vì người tiểu đường là hay bị biến biến dạng cái bàn chân, giống như là Dạ. nó hơi bị cong hơi bị vẹo đó, thì nó Dạ. rất là dễ bị chấn thương nếu mà mình mang giày nó quá chật. Và nó Dạ. mình phải lựa một cái đôi giày cho thật là phù hợp, và trong nhà thì mình không có đi chân chân đất mà mình phải Dạ. mang dép. Và Dạ. trước khi mình mang dép thì mình phải xem, ví dụ phải vỗ vỗ cái đôi dép rồi lau sạch cái đôi dép, là Dạ. xem ở trong đôi dép có con gì không, có dằn có Dạ. gì không, mình phải vỗ ra cho sạch rồi mình mới mang đôi dép đó vào. Thì đó là Dạ. những cái cách mà mình bảo vệ cái đôi chân của mình, Dạ. và đồng thời mình cũng phải đi tới bác sĩ khám thường xuyên để được tư vấn Dạ. làm sao để tránh cái vết loét chân của người tiểu đường. Dạ. Dạ. Chúng tôi nghĩ là bác sĩ Dành Khuyên đã rất là tận tình dành nhiều thông tin để giúp cho bệnh nhân đái tháo đường chúng ta biết cách bảo vệ đôi bàn chân của mình. Nhưng mà lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa là bệnh nhân phải biết kiểm soát tốt đường huyết của mình, và chúng ta cũng phải thăm khám điều trị đúng phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa để tránh những biến chứng nguy hiểm. Chúng tôi xin dành thời gian tiếp theo để quý khán giả và ưu tiên cho bệnh nhân đái tháo đường được trò chuyện trực tiếp cùng bác sĩ Trương Thị Dành Khuyên. Xin dành thời gian cho chị thính giả đầu tiên ạ. Tôi tên Bùi Thị Thoa ở Vĩnh Long. Dạ. À, Chị tôi Thoa năm bị nay tiểu bao nhiêu đường tuổi? là 5 năm rồi, À, từ tiểu đường năm 5 năm. 2015 đến năm 20. Dạ. Muốn hỏi bác sĩ mà như tiểu đường sau này nó có bị chứng bị cũng như là bị biến chứng gì không? Dạ, Rồi bệnh tiểu đường thì có nhiều biến chứng đó chị, mà chị lo lắng về cái gì nè? Thí dụ lo lắng về tim, hay lo lắng về mắt, hay là lo lắng về bàn chân? Chị Thoa lo cái điều gì ạ? dạ cũng như lo sau này vậy đó, cũng như là bị khớp, Bị khớp, rồi lo sợ bị sợ khớp nè. dạ bị khớp, rồi bị mà bao tử, Yeah. rồi Bản thân chị là bị đái tháo đường mà còn bị dạ đái khớp, tháo rồi bị đường, bao tử nữa. dạ bị bao tử HB á, Rồi. cũng đi thử đường 2 tuần thử một lần. Dạ, chỉ Thì số đường huyết của chị là bao nhiêu? dạ đường á thì vừa rồi thì thử là 124, là cách đây 124.
cách đây có 3-4 ngày à. Dạ. Mà rồi. Bữa thứ 6 đến nay đó. Bây giờ là chị lo sợ bệnh tiểu đường sẽ có những biến chứng gì? Mặc dù là chị đã phải uống thuốc và điều trị trong 5 năm qua. Dạ. Hiện tại là chị có thêm cái bệnh khớp có bao tử. Phải không? Dạ. Dạ. Ngoài ra chị có bị tê tay tê chân gì không? Dạ có tê luôn. Dạ. Bây giờ đang tê. Dạ. Rồi đang đi chăm cứu. Dạ. Rồi dạ. Bây giờ chị hãy lắng nghe tư vấn của bác sĩ Danh Phiên dành cho chị nha. Năm nay chị bao nhiêu tuổi à? Dạ 68 tuổi. Dạ, xin mời tư vấn của bác sĩ Danh Phiên ạ. Dạ. À, như vậy tóm lại là chị có bị đái tháo đường nè ha, rồi có bị dạ dày nè ha, rồi có bị khớp. Rồi có bị tê tay chân, khớp là mình bị sao à? Có đau, có đỏ gì không? Dạ không đau. Bị khớp nào? Mà nó bị khớp. Rồi cái nó có lúc nó bị sưng nhưng mà giờ nó hết rồi. Nó bị sưng ở khớp nào hả chị? Sưng đầu gối hả? Nhưng mà chị có bị dư cân không? Chị cân nặng chị bao nhiêu ký lô? Dạ nặng là 47. Thôi vậy thôi là không có dư cân rồi, ốm quá trời rồi. Dạ. À bây giờ hiện tại đó thì thứ nhất là cái viêm dạ dày có HB dương tính á, thì em trả lời với chị cái này không phải là biến chứng của bệnh tiểu đường nha. Đó là cái bệnh riêng chứ không liên quan, không phải là gây bi do đái tháo đường gây ra. Thứ hai là cái khớp này thì cân đủ rất là khó nói, là thường thường nó cũng không phải là nằm trong danh sách của biến chứng của bệnh tiểu đường. Nhưng mà cái việc tê tay chân này có thể nó là biến chứng của bệnh tiểu đường. Thì khi mà mình đái tháo đường mà mình kiểm soát không được tốt á, thì nó sẽ gây nên những cái tình trạng nó ảnh hưởng đến cái dây thần kinh của người tiểu đường, và nó có thể gây nên biến chứng của bệnh đái tháo đường. Thì thực sự là cái tê tay chân này á, thì nó rất là khó điều trị. À, chủ yếu là mình phải kiểm soát tốt đường huyết và mình dùng cái thuốc để nó giảm cảm giác tê. À, để mình dễ chịu, nó không có ảnh hưởng đến sinh hoạt, nó không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình thôi. Chứ còn nó không có hết. Tức là nếu mà tê tay mà do biến chứng của tiểu đường thì nó không có hết. Dạ. Chị nói chị đi chăm cứu thì có nên hay không bác? Dạ, chăm cứu thì mình cũng phải xem là đường huyết của mình phải tốt. Dạ. Chứ không tốt đó là nó sẽ dễ bị nhiễm trùng. Dạ. Tuy nhiên để mà mình xác định cái này có phải là biến chứng tê này là do biến chứng của tiểu đường không á. Dạ. Thì mình nên đến bệnh viện để mình làm một cái điện cơ. Mình đo cái điện cơ để mình xem cái bệnh tê này là do cái vấn đề gì. Ví dụ như có một số người thì do bệnh lý cột sống nó cũng gây tê. Rồi cái hội chứng ống cổ tay, ống này kia thì nó cũng gây tê chứ không hẳn. Hoặc là bị thiếu một số chất trong người nó cũng gây tê chứ không phải là cái tê nào là cũng do biến chứng của tiểu đường hết. Mình phải xem cái lý do tại sao trước khi mình kết luận nó là biến chứng của tiểu đường. Rồi bác sĩ dặn dò chị là chị nên làm ngay nha. Chúng ta phải đi đến bác sĩ chuyên khoa để đo điện cơ, xác định cái tê này là gì. Mà thật sự là nếu mà chị chưa kiểm soát tốt đường huyết thì cũng không nên chăm cứu. Xin cảm ơn chị đã cùng tham gia chương trình ạ. Chúng tôi xin dành thời gian cho khán giả kế tiếp. Alo. Dạ, xin chào chị. Tôi tên Nguyễn Thị Sáng, 53 tuổi, ở cái đè Tiền Giang. Dạ, xin được nghe câu hỏi chị. 10 năm rồi, hiện giờ 10 năm. Tốt. Dạ. Như mấy tháng gần đây thì đường huyết 120 mấy. Dạ. Hỏi bác sĩ rồi quản lý đường huyết như vậy có được tốt chưa? Dạ. Thứ hai nữa là uống chỉ có một thứ thuốc, lãnh thuốc bảo hiểm á. Uống thuốc trước ăn sáng cái gì mà đi vô đi gì đó 30 mg là 2 viên, rồi sau ăn chiều là Lucofai gì 1000 mg là 1 viên. Hỏi bác sĩ rồi uống thuốc lâu dài như vậy có ảnh hưởng gì tới gan không, có tới thận không? Chứ mình làm sao cho nó đừng có biến chứng qua mắt qua thận rồi. Điều chị lo lắng là đúng rồi. Hơn 10 năm điều trị. Hơn 10 năm là chị đang điều trị và sống chung với bệnh đái tháo đường này. Xin mời tư vấn của bác sĩ Danh Phiên ạ. Dạ, thực sự thì đối với một người đái tháo đường hơn 10 năm mà nghe đường huyết 120, sức khỏe bình thường thì có vẻ là cũng tốt. Tuy nhiên là khi chị đã hỏi điều trị như vậy là tốt chưa thì bác sĩ cũng khó trả lời. Bây giờ nếu mà chị có xét nghiệm cái rốt đường ở trong người, tức là cái hemoglobin A1C mà người ta hay viết chữ HB A1C đó, chị có xét nghiệm cái đó không? Chị xem nếu có cái đó thì chị cho bác sĩ. Thì bác sĩ không có cho xét nghiệm cái đó vậy mình xin thôi sao bác sĩ, tại vì khác bảo hiểm không à? Dạ không, bảo hiểm cũng có chứ, nhưng mà HB A1C tức là sao? Tức là khi mình đo cái đường á, đường huyết á, như đầu chương trình đã nói, tùy theo bệnh nhân, có những người tháng mà đo cũng được, mà có thể người ngày mình đo 2 lần,
Thì cái đường huyết mà chị đo buổi sáng nó thấy 120, nhưng mà cái HB1C là nó cho biết cái đường trung bình trong chị, của người chị trong 3 tháng, vòng 3 tháng trước đó nó có tốt hay không. Thì phải cái đó thì mới trả lời được là đường huyết của chị có tốt hay không nha. Chứ còn nếu 120 này chưa chắc, có nhiều người tôi gặp cũng nhiều người lắm. Đường á, buổi sáng đo thì có 120, nhưng mà HB1C đã đo cao vượt ngưỡng. Đó, và đặc biệt những cái người đó là hay ăn giặt lắm. Cứ ăn hàng ngày, ăn thay 3 bữa, bữa chén cơm không phải đâu. Ăn lu su bu hết, ăn chút xíu, ăn chút xíu, ăn chút xíu ăn. Thì những người như vậy đường huyết rất là khó kiểm soát. Dạ, thì cái đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là đối với cái thuốc của chị uống là 30mg, 2 viên một ngày cộng với 1000mg một viên một ngày, thì chị hỏi là có ảnh hưởng gì đến gan hay là thận hay là không. Thì thực sự là thuốc điều trị thì đái tháo đường thì không có phải là nó ảnh hưởng đến gan thận, tuy nhiên là nó sẽ có chống chỉ định, tức là không sử dụng ở một số bệnh nhân có bệnh lý gan thận. Mà muốn biết là mình có bệnh lý gan thận không thì mình phải đi khám kiểm tra xét nghiệm chức năng gan, chức năng thận. Bị viêm gan B á bác sĩ? Không, viêm gan B thì viêm gan B, nhưng mà cái chức năng gan của mình á, cái chức năng thận của mình nó có vấn đề gì hay không thì mình mới ai, chứ không phải là viêm gan B là không được uống thuốc viên. Không phải là như vậy. Dạ, và cái chức năng thận nữa, do đó cho nên chị phải đi tới bệnh viện chị khám. Và thường thường bây giờ bác sĩ họ cũng cho bệnh nhân làm đầy đủ lắm, thì mới biết là đối với cái tình trạng của chị thì có uống cái thuốc này được hay là không. Mà chị bị viêm gan B chị có điều trị không? Không có bác sĩ, lâu 6 tháng thì chưa đi định lượng một lần rồi, bác sĩ nó chưa cho uống thuốc đặc trị. Rồi đó, thì đó thì chị phải xem, thí dụ như mà men gan rồi này kia nó ổn định, chức năng thận bình thường thì mình uống bình thường thôi nha. Còn cái phần ngừa biến chứng của tiểu đường thì như từ đầu chương trình, xuyên suốt chương trình đã nói là đối với biến chứng của tiểu đường, phòng ngừa tốt nhất là kiểm soát tốt đường huyết. Vậy thôi, đơn giản một câu vậy thôi. Kiểm soát thật là tốt đường huyết có nghĩa là đưa cái mức đường huyết của mình về tương đương gần với người bình thường thì là sẽ kiểm soát được biến chứng của tiểu đường. Dạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ. Dạ, rồi em chào chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị đã tiếp nhận những thông tin của chương trình chia sẻ. Chúng tôi xin dành thời gian cho thính giả đã đăng ký số điện thoại gửi đến bác sĩ Dành Quyền câu hỏi của mình. Chào bác sĩ Dành Quyền ạ. Dạ, chào anh Tùng. Đến từ Bình Tân, Vĩnh Long. Em có là bệnh tiểu đường tiếp 1. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em 20. Mà em nó biến chứng qua cho em là khớp mà qua đi hai hàng á, khớp mà đi lựng cựng á, đau hai lòng bàn chân á. Hỏi bác sĩ cái này có phải nguyên nhân của tiểu đường biến chứng không? Xét nghiệm ở bác sĩ ở ngang trung ương á, thì bác sĩ nói là cái này do biến chứng của ngoại biên thần kinh của tiểu đường, bác sĩ chuyên khoa đường luôn á. Chứ khám lại bác sĩ khớp á, thì bác sĩ nói là cũng nói là nguyên nhân của ngoại biên dây thần kinh gì của khớp đó không biết nữa. Bác rồi em có kiểm tra cái đường huyết của mình hàng ngày không? Em mới kiểm tra bữa nay là bệnh không à chị ơi, 106/80 rồi không à. Rồi mà bây giờ em có uống thuốc hay là chích thuốc? Có uống thuốc, bác sĩ cho chích insulin hàng ngày. Chỉ sáng 10, chiều 8. Dạ, hỏi bác sĩ, nhờ bác sĩ kết luận là giùm em có cái này là phải biến chứng của ngoại biên dây thần kinh tiểu đường không? Dạ, tiểu đường nó sẽ sanh ra những biến chứng gì á, rồi mình nên điều trị thế nào nó đừng ngưng biến chứng nữa, nhờ bác sĩ rồi tư vấn giùm em. Em phát hiện là mình bị tiểu đường là bao lâu rồi? Năm nay em 20 tuổi. Dạ, phát hiện tiểu đường là 6 năm mà chị ơi. Dạ, xin mời em lắng nghe tư vấn của bác sĩ Dành Khuyên nha. Có nghĩa là bạn này là bị tiểu đường từ hồi còn là 15 tuổi à? Dạ, 15 tuổi rồi bác. Dạ. Là bị tiểu đường rồi. Chích insulin thì một ngày 2 mũi. Cho mình hỏi là cái lúc mà bạn phát hiện tiểu đường đó là bạn là bị sao mà phát hiện ra tiểu đường? Dạ, ốm nhưng mà đi xét nghiệm ra bác sĩ đường quá cao, bác sĩ cho chích, như mà mình đi xe bây giờ mình phải chích insulin hàng ngày luôn bác sĩ. Nhưng mà ốm là lúc đó có hôn mê không? Bác sĩ hỏi ngay từ ban đầu á. Lúc đó có hôn mê không? Không hay là chỉ ốm thôi? Dạ ốm thôi chứ không có bị hôn mê bác sĩ, chứ giò cẳng đồ nó teo lại bác sĩ. Dạ. Rồi như vậy thì khi mà trong cái quá trình điều trị này nè, tiểu đường này nè, là bây giờ em có tăng được ký lô nào không hay là vẫn ốm? Bây giờ vẫn ốm luôn bác sĩ, tại vì bệnh nó rồi giờ nó qua khớp nè bác sĩ. Hỏi bác sĩ rồi nó có biến chứng. Rồi.
Bây giờ chị hỏi nè, có khi nào mình xét nghiệm đường huyết trước ăn tối hay gì không, hay là lâu lâu mới xét nghiệm buổi sáng một lần? Dạ lâu lâu mới, vài bữa nhà nửa tháng một tháng mới xét nghiệm lần bác sĩ ơi. À vậy là buổi sáng đi xét nghiệm thôi á thì dạ, đi, nói chung đi. Bây giờ thì chị cũng khó có thể nói là đường huyết của em có kiểm soát tốt hay là không, tại vì á giống như cái cô phía trước đó trước đây đã hỏi đó, thì là thường thường á là mình xét nghiệm đường á mình chỉ xét nghiệm buổi sáng không, mình nghĩ cái đó là tốt, nhưng mà thực sự á mình nên kiểm tra cái gốc đường thì mình mới biết là nó tốt hay là không. À, cái đường mà dự cái đường mà nó gắn ở trong cái bào hồng cầu á thì cái đó mình coi cái đường trung bình trong 3 tháng thì mình mới biết kiểm soát tốt hay là không. À, tại sao vậy? Tại vì á em giữ đường 5-6 năm mà em nói là em có cái chân, hai cái bàn chân nó đi lận cận mà nó đau hai cái lòng bàn chân, thì nó không biết là cái cảm giác đau đó là nó đau như thế nào, nó nhức hay là nó chích hay là nó ngứa hay là nó rát hay là nó là sao. Em mô tả cái cảm giác đau á. Dạ nó thốn rồi, bị nó thốn đầu gối, thốn hai lòng bàn chân nhiều nhất. Rồi giờ chụp hình bác sĩ nó bị thốn quá khó. Hỏi bác sĩ có phải là cái này biến chứng của tiểu đường sinh ra không? Thì thực sự cái biến chứng thần kinh của tiểu đường á là thường thường á là nó tê. Nó tê là một, thứ hai là nó như con gì nó bò bò. Cái thứ ba là nó chích, nó chăm chích. Cái thứ tư là cảm giác nó nóng rát, giống như mình bước ở trong nhà mình mới lạnh ha, mà y như mình đi trên bãi biển mắc vậy đó. Mình hiểu không? Cái cảm giác nó như vậy. Và là một cái biến chứng thần kinh. Cái biến chứng thần kinh thứ hai nữa là nó gây teo cơ. Và do nó gây teo cơ cho nên nó sẽ gây biến dạng cái bàn chân. Tại vì em biết đó là cái bàn chân của mình á, thì nó có một cái vòm. Cái xương nó có một cái vòm như cái mái nhà vậy đó. Rồi giống như là giữa các cái xương nó phải có cơ, có thần kinh để nó giống như là cái máy phải lợp qua lợp lại rồi nó cột dây vậy đó. Thì nó tưởng tượng nó giống như cái mái nhà thì nó mới giữ cái cấu trúc của cái mái nhà nó phải đúng như vậy. Còn nếu như em bị biến chứng thần kinh của tiểu đường mà nó gây nên teo cắt một số cơ, mà nó teo không đều nha, cái này teo kia không teo, là nó sẽ gây biến dạng cái bàn chân đó. Thì khi đó em đi á thì cái xương nó sẽ không có như cái cấu tạo của bộ xương nó sẽ bị thay đổi, và do đó em đi nó sẽ đau. Tuy nhiên á là để mà mình xác định cái biến chứng thần kinh của đái tháo đường á, thì mình phải làm cái đo một cái điện cơ để mình coi. Cái thứ hai nữa là cái đau như vậy thì mình có phải có làm cái siêu âm cái hệ thống mạch máu của mình để mình xem là cái tưới máu, cái hệ thống mạch máu của mình nó có tốt không. Đó. Thì thường thường những cái người á mà đi cách, người ta đi cách hồi, có nghĩa là vậy nè. Ví dụ như á mình đi năm, hồi đó giờ mình đi 500 mét, cái tự nhiên nó đau hoặc là nó mỏi mình sẽ dừng lại. Sau rồi cái một thời gian sau, mấy tháng sau, mình đi chưa tới 500 mét mà 400 mét là nó đã đau, nó mỏi, nó dừng lại rồi. Thì cái đó em có bị không? Bác sĩ vừa mô tả là em có những triệu chứng này không? Đó là đi đoạn ngắn cái nó mỏi, nó đau phải dừng lại, không đi được á, có không? Dạ đúng đúng rồi, cái nó đi có khi nó đau, có khi nó thốn. Với đi lực cận rồi chuyển sang đi hai hàng luôn. Đó thì những cái đó là thường thường là nó do cái biến chứng của thần kinh và biến chứng mạch máu. Thì cái đó em phải làm siêu âm mạch máu nè, rồi em phải làm cái điện cơ nè để em xem nó có phải hay là không. Nhưng mà quan trọng nhất á là chị không biết, bác sĩ không biết là đường huyết của em kiểm soát tốt hay là không. Tại vì thực sự là nếu mà em chỉ thử đường buổi sáng không thì cũng khó nói là kiểm soát tốt hay là không đâu. Bữa nào chiều tối á, em trước khi ăn á, em kiếm cái chỗ phòng khám của bác sĩ nào đó em tới em thử một cái coi đường có bao nhiêu. Nhiều khi lúc đó thử lên 300-400 là thấy bẵng hòn luôn. Tưởng đâu là đường mình là tốt lắm nhưng mà thật sự không phải. Rồi bác sĩ nhắc nhở hôm nào mình phải kiểm tra thêm một lần thứ hai. Tức là thử bất kỳ một cái đường huyết nào đó, một cái thời điểm bất kỳ nào đó. Ví dụ trước ăn trưa hoặc trước ăn tối vậy đó. Hoặc là sau ăn khoảng 2 tiếng thử coi nó làm sao. Là bữa biết được. Chứ bữa sáng thử cứ 120 hoài tưởng đâu là tốt nhưng mà chưa chắc à. Chưa chắc. Em phải thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ chương trình và có thể quay trở lại chương trình lần thứ hai để cung cấp thông tin này. Chúng tôi vẫn còn nhiều khán giả đang chờ gặp bác sĩ dành khuyên. Mời khán giả vừa được kết nối điện thoại ạ. Xin chào chương trình, chào bác sĩ. Chào chị. Dạ, tôi tên Nguyễn Huy Lan, tôi năm nay 58 tuổi, ở xe. Dạ. Tôi nhờ bác sĩ tư vấn giùm. Cái đường huyết của tôi nó không có ổn định. Dạ. Hôm tháng 6 thì đi xét nghiệm thì nó 7.4. Dạ. Rồi cái gầm tháng 7 này á,
thì đi là nó có 95 mà. Dạ. 7.4 thì không biết là nó tỷ số là nó trăm mấy không biết nữa, nhưng mà dạ, cái tháng 7 này có 95 mà nó tụt xuống vậy đó. Dạ. Thì hỏi bác sĩ thôi coi như vậy mình làm cách nào cho nó ổn định lại nó. Dạ. Ăn uống sao cho nó hợp lý vậy? Dạ, bình thường thì chị ăn uống làm sao, có quá ki khem không? Ăn thì nếu mà bữa nào không có canh có rau thì ăn chén rưỡi cơm, còn nếu mà có canh có rau thì ăn một chén, ăn cái mấy cái kia thì nhiều hơn. Thì cũng cứ vậy hoài, tháng nào cũng vậy hoài mà ba hồ nó lên mà nó xuống cũng không biết làm sao. Dạ, rồi không biết làm sao mới gặp bác sĩ dành khuyên chứ, phải không chị? Dạ, dạ. Cảm ơn chị Lan tin tưởng chương trình. Xin mời ý kiến của bác sĩ dành khuyên ạ. Dạ, em xin chào chị. Thì bây giờ hiện tại đó là em nghe cái câu mà ăn có cơm, cơm có canh có rau mà nó được chén, còn không có canh có rau chén rưỡi là em rất là khoái. Là em muốn bệnh nhân tiểu đường của em người nào cũng ăn giống chị, là ăn mà giống chị nhưng mà phải có canh có rau nha. Bữa ăn chén cơm thôi. Cái đó là quan trọng nhất á, là mình ăn vậy. Là chị hỏi em thì ăn sao thì em nói á, là bây giờ ăn một bữa một chén cơm, hoặc là không ăn cơm ăn cái khác cũng được, nhưng mà dù phở bún hay gì đó, nhưng mà cái lượng bột á, lượng tinh bột tương đương một chén cơm là được. Rồi và ăn có canh có rau đi, để ăn một chén thôi, đừng có ăn một chén rưỡi. Tiểu đường ăn một chén rưỡi là đường huyết nó không có ổn định đâu. Chị coi chị để ý đi, ngày nào mà chị ăn nhiều tinh bột quá là đường chị nó lên. 7.4 tức là 135 mà 95 tới 135 là cách nhau 40, chị thấy không? Thuốc á, thì bác sĩ dù tháng chị tới chị học là nửa tháng chị tới chị khám một lần, bác sĩ họ không cho cái toa vậy thôi. Chị uống ngày nào cũng uống vậy, chị không có thêm, không có bớt. Mà đường lúc cao lúc thấp là tại sao? Theo chị tại sao? Mà cái tháng 7.4 đó là bác sĩ cho uống 2 viên thì điều độ trong mấy tháng trước luôn. Còn cái tháng vừa rồi á, là nó tụt xuống 95, bác sĩ giật thuốc lại cho uống 1 viên. Đúng rồi, bác sĩ không giật lại nó tụt đường á. Dạ. À, nhưng mà ý em nói là vậy nè, ý em nói là chị vẫn đang uống cái liều đó, tự nhiên cái nó xuống còn có 95 hả, người ta sợ quá, tại vì thuốc đại chết trong nó tụt đường nó không mê làm sao. Nhưng mà trong cùng một cái thời gian đó chị ăn uống y như vậy, uống thuốc y như vậy, tự nhiên cái sau nó tụt như vậy là do cái bữa nào chị ăn nhiều tinh bột quá thì đường nó sẽ lên. Thí dụ cho ăn một chén rưỡi là bữa sau chị đo là đường nó sẽ lên, còn chị ăn một chén bữa sau chị đo nó giật xuống. Do đó chị thấy rõ ràng á, là chị ăn tinh bột nhiều thì nó sẽ thay đổi đường huyết. Mà cái chuẩn của nó là chị sẽ ăn khoảng một bữa, một chén, mà ăn ngày ba bữa. Và không có nên ăn vặt. Tại vì đồ ăn vặt của Việt Nam của mình toàn là tinh bột không. Ăn vặt cái gì cũng lên đường hết. Ăn bánh rồi, ăn bánh tiểu đường hay là bánh thường cũng lên đường ha. Ăn chuối luộc nè, ăn đậu luộc nè, ăn khoai luộc nè. Ăn gì đó, ăn gì gì. Nói chung là cái gì mà của Việt Nam mình ăn giặt là thấy không có nào là không lên đường hết. Cho nên nó là mình không có ăn giặt. Rồi như ăn trái cây đồ có được không bác sĩ? Dạ trái cây ăn được, đâu có gì ăn không được, nói chung cái gì ăn cũng được hết. Nhưng mà lên đường thôi. Tăng đường thôi, trái cây ăn lên đường đó chị. Không, như như thí dụ bưởi, cam rồi mấy đó cũng lên đó hả? Chị ăn gì, thường là chị ăn gì? Ăn thường thường ăn bưởi như nhiều. Cam rồi thì ít ăn thôi, chỉ bưởi thôi. Ăn bưởi không thôi phải không? Dạ, ăn ăn cái gì cũng lên đường hết, trái cây với lại tinh bột là đều lên đường, bưởi là cũng có lên đường luôn. Tuy nhiên á, là ăn bưởi thì nó ít lên đường hơn mấy khác. Ví dụ bưởi thì nó không lên đường bằng bằng cái gì chôm chôm hay là nhãn hay là gì đó, thì nó lên đường nhiều hơn, chứ không phải là bưởi nó không lên đường. Là bưởi là thức trái cây ít lên đường, cam cũng vậy luôn ha, cũng ít lên đường. Ít lên đường có nghĩa là mình ăn vừa phải, chứ mình ăn nhiều là nó vẫn lên. Ví dụ như là một ngày mà chị ăn một trái bưởi là không được, là nó nhiều quá. Thường thường á, cái cây ngày mình ăn khoảng 200-300 gram đổ lại thôi, mà là giống như bưởi vậy đó. Còn nếu mà 200-300 gram mà mấy cái dư thanh long hay là nhãn hay sầu riêng gì đó thì nó cũng lên đường lút lút hết, nó lên dữ lắm. Nói chung là trái cây là có lên đường, tất cả trái cây đều lên đường chị. Nhưng mà những cái trái cây mà nó lạc nè, ví dụ như là bơ hoặc là táo, những cái cháo xanh nhỏ nhỏ của Việt Nam nè, hoặc là cam quýt bưởi nè ha, là thanh long, kiwi, rồi dưa, mấy cái loại dưa gan, dưa lê rồi này kia đó, nó lạc lạc, hoặc là xoài sống nè, hoặc là dâu nè đó, mận nè, mà mận Việt Nam nha, nho Việt Nam, mấy cái thứ nữa nó hơi hơi chua chua ngọt ngọt thì chị ăn được được. Tức là ít lên đường, nhưng mà nếu ăn quá nhiều thì nó vẫn lên. Một ngày chỉ khoảng 200 gram thôi, 200 đến 300 gram thôi thì được.
Rồi, chị Lan nha, lưu ý vấn đề ăn uống của mình qua hướng dẫn của bác sĩ dành khuyên. Chị còn hỏi gì thêm không chị? Tôi hỏi vậy thôi, cho mình ăn cho hợp lý. Dạ. Dạ. Còn thịt cá thì không lên đường á chị Lan. Dạ. Dạ. Dạ, thịt cá ăn không lên đường hen. Dạ. Dạ. Rồi, mình có thể điều chỉnh chế độ ăn uống trong ngày qua thông tin hướng dẫn của bác sĩ dành khuyên. Chúng tôi xin tiếp nhận yêu cầu của thính giả vừa được kết nối điện thoại. Xin mời thính giả giới thiệu về mình ạ. Tôi tên Tâm ở Tiền Giang này. Dạ, chào anh Tâm. Dạ. Năm 2018, tháng 10 năm 2018 tôi đi lên trung tâm Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh để khám tổng quát thì xét nghiệm ra thì nó là bị đái tháo đường bác sĩ. Dạ. Đường huyết là 14. Sau cái bác sĩ cho giấy chuyển về Tiền Giang. Dạ. Tiền Giang điều trị Tiền Giang điều trị được 1 năm. Dạ. Một năm xong rồi cái từ bệnh viện thì tỉnh Tiền Giang chuyển về bệnh viện Chợ Gạo. Dạ. Yeah. Hôm nay được 6-7 tháng rồi. Yeah. Dạ. Anh kiểm soát được đường huyết của mình với chỉ số như thế nào? Anh trình bày cho bác sĩ biết. Thì thấy là cái đường huyết là từ 14 thì nó tuột xuống rồi. Còn 12, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 2, có tháng 5, 51 nữa. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Mới đi khám hôm tới 15 tây tháng 7 này thì... Yeah. Tái khám thì là đường huyết nó nằm chỉ số là 6.6. Yeah. Yeah. Muốn hỏi bác sĩ là cái đó là mình bị đi bệnh tê, bệnh tiểu đường nó tê hai bàn chân phải không hay là sao vậy đó bác sĩ? Yeah. Nó cứ tê hoài à? Yeah. Mời tư vấn mà của bác sĩ. Mà mình đi dẫn động thì nó không có tê. Yeah. Nằm ngủ tê. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Anh cho em hỏi là anh nằm ngủ anh có rác hay cái chân lên cao không? Có để cái gối ôm ở dưới thì cũng để chân lên, bị gì đi tái khám rồi báo với bác sĩ vậy đó, bác sĩ biểu để vậy đó mà cũng vẫn tê bác sĩ. Tức là do nó tê anh mới để vậy đúng không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh ngủ được không? Anh ngủ ngon không? Có bị thức dậy giữa đêm bị tê không? Không, ngủ thì ngon nhưng mà nó mình giật mình vậy là mình cảm thấy nó tê. Dạ. Yeah. Tại vì á thực sự này, cái tê chân á thì nó là một cái biến chứng của tiểu đường nhưng mà mình phải làm một cái số xét nghiệm, mình đoán vậy thôi chứ còn 100% thì không có chắc. Tuy nhiên thường thường á, nếu mà những cái tê chân khác, ví dụ như là do chèn ép thần kinh cột sống gì đó, nó cũng gây tê anh. Nhưng mà thường nó sẽ tê một bên, ví dụ bị chèn bên nào thì nó tê bên đó, chứ nó không có tê hai chân. Nếu mà anh tê hai chân thì cái khả năng là do biến chứng thần kinh của tiểu đường. Tuy nhiên là mình phải khám, bác sĩ phải khám và có một số cái nghiệm pháp để đánh giá, hoặc là đo điện cơ này kia để đánh giá có phải là biến chứng thần kinh của tiểu đường không. Tại vì một người tiểu đường khi bị tê chân có thể là do ba nguyên nhân: một là do biến chứng thần kinh của tiểu đường, hai là do một số cái tình trạng là biến chứng mạch máu của tiểu đường, và cái thứ ba là do cái tổn thương cái cột sống á, mà không liên quan tới đường, ví dụ bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hoặc là gai cột sống gì đó, nó cũng có ảnh hưởng đến tê chân. Dạ. Yeah. Thành ra cái mình không có nói 100% cái này là do biến chứng của tiểu đường. Tuy nhiên là bác sĩ thì sẽ có thuốc để cho mình uống để cho nó giảm cái cảm giác tê. Và thường thì cái tê chân mà nếu mà do thần cột sống thì người ta ví dụ mổ xẻ gì đó người ta giải áp ra thì nó sẽ giảm tê, hoặc là do mạch máu nếu người ta nông cái mạch máu ra nó giảm tê. Nhưng mà cái tê chân của người tiểu đường đa phần là do biến chứng thần kinh thì nó không có phương pháp nào để mà hết tê hết, nó chỉ có dùng thuốc thì nó giảm tê, nó dễ chịu, không dùng thuốc thì nó tê lại. Dạ. Hiện tại thì mình chưa có thuốc để mà mình trị hết cái bệnh này. Dạ. Dạ, không rồi thì cũng báo với đi tái khám và bác sĩ cũng cho thuốc uống, tê này là uống ví dụ cho thuốc bệnh thì 1 tháng, còn thuốc tê uống 20 ngày. Dạ. Dạ. Rồi uống về thấy cũng giảm cũng bớt, rồi bác sĩ nói hồi bớt thôi đừng uống nữa, uống thuốc này nó không có tốt với cái thuốc của bệnh tiểu đường, hai cái nó uống trùng khớp với nhau nó không tốt gì đó. Dạ, nói chung cái này uống thì ý là nó không phải là không tốt, nhưng mà anh uống thứ nhất nó buồn ngủ, thứ hai là nó ảnh hưởng đến một số người uống ăn không có được, có tác dụng phụ á. Cái thứ ba nữa là anh uống nó hết tê là nó chỉ chữa triệu chứng thôi, chứ nó không có chữa, tức là điều trị hiện tượng chứ không thay đổi được bản chất của vấn đề, có nghĩa là anh ngưng nó sẽ tê lại. Dạ. Dạ, cho nên chính vì vậy là bác sĩ họ không cho nhiều là vậy đó.
Dạ, mà tôi mình cử động hàng ngày, mình đi làm là cảm giác mình không có bao giờ biết tê là gì, nó vẫn bình thường mà. Mấy cứ mình nằm mình nghỉ trưa, mình nghỉ trưa vậy là nó tê. Dạ, bởi vì em mới nói là anh phải làm thêm. Anh phải làm thêm, tức là cái tình trạng tê đó. À, em không có nói 100% là do biến chứng tiểu đường, tức là anh chưa có làm điện cơ, anh chưa có kiểm tra cột sống, chưa có kiểm tra mạch máu, siêu âm mạch máu này kia. Anh có thuốc lá không ạ? À? Không, bỏ hôm nay 2 năm rồi. À, hồi xưa hút nhiều không anh? Hồi xưa có hút rồi, chờ từ khi mà phát bệnh tới nay 2 năm mấy rồi, bác sĩ kêu bỏ. Dạ, bỏ là tốt rồi, nhưng mà anh hút nhiều không? Hồi xưa anh hút nhiều không? Hồi xưa cũng hút cũng khá. Dạ, thì nó có thể do anh hút thuốc lá thì cái mạch máu nó bị hẹp lắm. Dạ. Ừ, nó cũng có ảnh hưởng đến cái tê, nhưng mà cái chân của anh nó hai cái chân nó lạnh, nó tê mà nó có vấn đề về mạch máu, biến chứng mạch máu thì thường là cái chân nó sẽ lạnh, hai cái chân của mình nó sẽ lạnh, mình sờ cũng thấy lạnh nữa. Nó có đổ mồ hôi hay gì đó, nó rít cái bàn chân, mang dép vô rồi mình đi cảm thấy nó dính cái bàn chân mình đó bác sĩ. Dạ, cái đó là biến chứng thần kinh của tiểu đường á. Dạ, nó đi nó rít cái bàn chân mình. Trời, dạ đúng rồi, làm như là nó mung lủng cái bàn chân mình, cảm nghĩ là như là mung lủng nó rác nó lở rồi đó. Dạ thì đó, thì nó cái biến chứng thần kinh là có đó, nhưng mà biến chứng có thể nó có kết hợp với cái biến chứng mạch máu nữa, tại vì có hút thuốc lá anh. Thuốc lá thì cái biến chứng mạch máu, thì anh nhân thuốc lá thì 15 năm sau mới gọi là như là chưa hút. Chứ mới ngưng có 2 năm thì cũng chưa có. Dạ thì nay nếu mà anh có điều kiện anh làm cái siêu âm cái mạch máu, đánh giá xem nó cái mạch máu nó có bị sơ vữa, bị hẹp gì không, nhiều không. Tôi nghĩ là khi tiếp nhận thông tin của bác sĩ Dành Khuyên thì anh hãy thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ chương trình. Cảm ơn anh đã cùng lắng nghe thông tin của chương trình. Xin được lắng nghe câu hỏi của thính giả vừa được kết nối điện thoại ạ. Tôi tên Nguyễn Thanh Liêm đó. Chào anh ạ. 54 tuổi, quê ở Vũng Liêm. Dạ. Dạ, tôi đang bị bệnh tiểu đường 18 năm. Dạ. Nay tôi hỏi bác sĩ coi thí dụ bây giờ mắt có biến chứng của mắt tôi bị mờ. Hỏi có đi mổ được không? Anh Liêm nói là anh Liêm năm nay là 54 tuổi phải không anh? Dạ. Rồi, anh nói là anh bị đái tháo đường là bao nhiêu năm? 18 năm. 18 năm rồi, bây giờ đang bị ảnh hưởng đến mắt hả? Mắt khoảng 2 năm nay là nó mờ, mà lúc này nó còn mờ nhiều nữa. Dạ, rồi mình đi kiểm tra bác sĩ mắt chưa? Có đi kiểm tra bác sĩ mắt năm ngoái á, là bác sĩ đa khoa Vĩnh Long nói là bị lét hai chỉ máu gì phía sau đuôi mắt á. Dạ. Rồi lúc đó tôi không có tiền đi bác sĩ hô làm thủ tục chuyển viện lên thành phố mới có điều kiện mổ. Dạ. Dạ. Rồi tôi mới nói với bác sĩ là bây giờ chưa có điều kiện. Bác sĩ nào có điều kiện lên bác sĩ làm hồ sơ. Dạ em không có nghe được chị ơi. Dạ. Anh Nguyễn Thanh Liêm 54 tuổi. Dạ. Bị bệnh tiểu đường 18 năm. 2 năm gần đây thì mắt anh bị mờ thưa bác. Anh nói là anh đã đi khám ở bệnh viện Vĩnh Long là có xác định là loét hai chỉ máu sau đuôi mắt. Bác sĩ có yêu cầu chuyển tuyến để đi thành phố mổ nhưng mà không có điều kiện nên anh không có đi. Anh Liêm cho biết là hiện nay thì đường huyết của anh là bao nhiêu? Đo là 300 với 240. Từ 240 đến 300. Rồi, bây giờ câu hỏi của anh là gì ạ? Hỏi bây giờ trường hợp như vậy, như bệnh gì mổ mắt được không? Đến năm nay thì anh quyết định đi mổ mắt. Dạ. Nhà, và đường huyết của anh thì từ 240 đến 300. Có khi nào hơn 300 không? Dạ có 400, 550. Xin mời anh lắng nghe tư vấn của bác sĩ Dành Khuyên ạ. Anh ơi, ở cái tiểu đường của anh hiện tại á, là từ cái lúc mà phát hiện tiểu đường đến giờ á, mình điều trị đường huyết kiểm soát tốt không ạ? Đường huyết của mình thường là bao nhiêu? Anh nói từ 240 đến 300 hoặc có khi hơn 400, 500 nữa bác ơi. Nhưng mà anh dùng thuốc gì? Anh đang điều trị bằng thuốc gì? Anh đang điều trị thuốc gì anh biết không anh Liêm? Bằng chích insulin, chích thuốc. Dạ, anh chích sáng hôm nay chiều bao nhiêu anh? Dạ, sáng 40, chiều 35. Anh nặng bao nhiêu ký ha? 47 ký. Hồi đó anh bị đái tháo đường là chẳng đoán là đái tháo đường chích 1 hay là đái tháo đường chích 2 anh? Chích 2. Chích 2 hả? Dạ. Nhưng mà đường huyết này thì nó biến chứng lúc rồi, làm sao mà không biến chứng được?
Anh ăn một bữa mấy chén cơm anh? Khi mà chưa bệnh ăn thì 3 chén, mà bây giờ bệnh cả ngày ăn có 1 chén nè. Cả ngày ăn chén là một lần ăn 1 phần 3 chén hả? Không có, ăn có một lần. Có khi ai 1 chén, có khi 1 chén trong một ngày á. Dạ. Như sáng anh thức dậy anh ăn gì anh? Sáng không ăn, tới 11 giờ mới ăn. Dạ, rồi mấy giờ ăn nữa? Rồi tới chiều 4-5 giờ chích thuốc xong nửa tiếng mới ăn. Dạ. Ăn ngày 2 cử hả anh hả? Dạ. Ủa rồi rồi sáng anh thức dậy là anh không ăn không chích, hay là anh chích mấy giờ, sáng chích mấy giờ? Dạ, sáng không có, sáng thì 8 giờ mới chích, mà uống ly cà phê đen không đường vô rồi mới chích. Rồi 11 giờ ăn là không chích đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi 4 giờ chích, 4 dạ. giờ chích rồi 4 giờ rưỡi ăn. Dạ. Rồi sau đó có ăn gì nữa không? Dạ không, ngủ à. Rồi 8 giờ anh dậy anh chích anh chích rồi uống ly cà phê, rồi sau khi uống cà phê anh có ăn gì không? Dạ không, uống cà phê xong rồi mới chích, sáng ăn không quen nữa. Tức là anh uống cà phê xong anh chích, sau đó thì từ lúc mà uống cà phê xong chích xong rồi tới 11 giờ cái phút giữa đó có ăn gì không? Thì tới chơi 11 giờ mới ăn bữa cơm sáng. Em không có nói cơm nha, em hỏi mấy thức khác. Không, 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 không. Coi như là ăn không có ngon rồi là miếng ăn lắm. Dạ. Giờ từ 11 giờ đến 4 giờ là không ăn gì luôn. Dạ không ăn, giờ miếng ăn như đó, chỉ nằm lắc nó nhức cái chân á. Hai cái chân tê, hai bàn tay tê cứng, rồi cái nản quá, rồi nằm lắc trên nhà thôi chứ không có ăn uống gì. Dạ. À, tê chân tê tay rồi không thấy đường nữa đúng không? Bị dạ. biến chứng rồi. Dạ. Rồi như uống có uống sữa hay là gì không? Không ăn mà có uống sữa cái gì không? Có ăn trái cây, ăn bánh kẹo gì không? Dạ không. Thì sao đường cao dữ vậy ta? Dạ. Chích như vậy là một ngày là 75 đơn vị insulin. Dạ. Yeah. Dạ, mà ăn thì có 2 chén cơm thôi. Yeah. Chưa được 2 chén nữa. Chứ vậy mà sao mà đường cao dữ vậy, mà biến chứng quá trời luôn. Dạ. Yeah. Hư lạ. Anh không có uống sữa tiểu đường, anh bánh tiểu đường gì không? Anh nói anh biến ăn luôn. Nên anh không ăn, không uống luôn bác. Không uống sữa, không ăn, không uống yeah. cà phê, uống cà phê có đường không? Phin pha là có bỏ đường hay bỏ sữa không phải? Không, cà phê đen á. Dạ, yeah, không đường, không sữa. Bác sĩ có lời khuyên trong trường hợp này là có 4 mấy ký thôi hả? Dạ, yeah, có 4-7 ký thôi bác. Dạ, yeah, thì anh này là đường huyết của ảnh kiểm soát rất là kém. Người ta nó rơi vô cái tình trạng gọi là đề kháng insulin rồi. Tại vì yeah. nếu mà mình có 4-7 kg mà mình yeah. chích ra tới 75 đơn vị mà đường huyết yeah. vẫn không kiểm soát được, tức là nó trên một đơn vị cho một kg cân nặng rồi mà yeah. đường huyết nó vẫn không kiểm soát được, thì cái này là thường thường là cái tình trạng đề kháng insulin của anh nó rất là nặng mà yeah. do cái đường huyết của anh từ cái lúc mà anh bị tiểu đường tới giờ yeah. là nó không có kiểm soát được, do đó là nó biến chứng thần kinh rồi biến chứng mắt nữa, mà thậm chí bây giờ tôi cũng chưa biết là anh có mấy cái biến chứng khác không, ví dụ biến chứng thận này kia nó cũng có thể xảy ra, hoặc là biến chứng tim mạch này kia nó vẫn có thể xảy ra. Yeah. Thì thực sự thì mình cũng không hiểu lý do vì sao mà cái đường anh này nó yeah. cao dữ vậy. Tại bác có lời khuyên gì ạ? À? Lời anh nói thì ảnh chả có ăn cái gì hết trơn á. Yeah. Ảnh ăn rất là ít mà ảnh là đường huyết ảnh cao, nhưng mà ở đây có một cái gì nè, tự nhiên sáng không ăn mà chích tới 40 đơn vị. Yeah. Thì không biết là sau khi chích thì đường nó có tụt không. Yeah. Tại vì á, cái tụt đường huyết nó cũng nguy hiểm, không có thu cái tăng đường huyết. Yeah. Yeah. Cũng phải chú ý. Vì khi nó tụt xong một hồi nó lên lại. Yeah. Cho nên á, anh có máy thử đường cá nhân không? Không có tự thử đường ở nhà không anh ha? Có, em chạy ra ngoài thuốc tây em thử. Dạ, yeah. như vậy là anh yeah. cũng có theo dõi đường huyết của mình đó bác. Nhưng mà có khi nào anh thử mà anh ăn xong anh thử coi đường bao nhiêu không? Dạ không, em để đói để thử cho nó chính xác yeah. đường đói không, chứ không thử đường no. Dạ. Yeah. Đó, bữa nào á anh thử một cái, thử là đường trước khi ăn chiều á. Có nghĩa là thường anh thử trước ăn sáng đúng không? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ hôm nay anh thử trước ăn chiều hoặc là sau ăn, sau cái bữa ăn á, yeah. khoảng 2 giờ anh thử coi đường của anh có cao không, nhiều khi nó cao. Có lẽ là bác sĩ yêu cầu anh là nên kiểm soát đường huyết cả buổi sáng và buổi chiều nữa. À, cho nên là anh nên thực hiện thêm lời khuyên của bác sĩ ha. Cảm ơn anh đã cùng tham gia chương trình.
Chúng tôi cũng hy vọng là những thông tin của chương trình hôm nay giúp cho các bệnh nhân đái tháo đường có thêm những cái kiến thức bổ ích để chăm sóc bệnh cho mình và điều trị phòng những biến chứng của căn bệnh này, giải tỏa những lo lắng cho bệnh nhân để chúng ta có thể kiểm soát đường huyết tốt. Chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác của bác sĩ Trương Thị Dành Khuyên từ phòng khám đa khoa Ngọc Minh. Cảm ơn số câu hỏi của quý khán giả gửi đến chương trình và cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý khán giả. Với số câu hỏi mà chương trình ghi nhận, chúng tôi không thể chuyển tải tất cả yêu cầu của quý khán giả, rất mong sự thông cảm. Mời quý khán giả tiếp tục đến với chương trình Tư vấn sức khỏe kỳ sau ngày 2 tháng 8 năm 2020. Các bạn sẽ được gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa tim mạch để tư vấn giúp các bạn tìm hiểu tại sao bệnh tim mạch có chiều hướng gia tăng và cách phòng chống căn bệnh này là hết sức cấp bách và cần thiết. Xin ghi nhận câu hỏi của các bạn qua số điện thoại 02703822624. Còn bây giờ thì chương trình xin nói lời chào, tạm biệt.